Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Ono kính chào quý vị và các bạn Và ngày hôm nay thì cho em xin phép được giới thiệu đến anh em Một chiếc đẩy crown với một cái sản phẩm Được sản xuất nhằm mục đích kỷ niệm 30 năm thành lập của hãng crown Và với chiếc đẩy crown ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu đến anh em Thì nó có mã số là CE2000 Về cái màu sắc của nó thì chúng ta nhìn thấy thì nó được thiết kế có cái viền đỏ khác hẳn với những chiếc đẩy khác và cái phần bằng trước này xung quanh vỏ của nó sẽ là không phải là màu đen nó sẽ là màu xanh Đấy. hàng bãi thì chả tránh được mà một vài cái điểm xước sát như này nhưng mà đây là vỏ sắt mà Đấy, nguyên bản anh em nhé quan trọng nhất là cái phần ruột gan của nó là chuẩn trị về ngoại hình thì em không nói cái này thì nó, nó nặng và nó không có chế độ bảo vệ đến cái chân này nó còn không có không có những cái con uh, con nhựa để bắt vào Đấy, dòng đẩy nó thiết kế như vậy và đây với phiên bản cái dòng chữ đỏ này này thì trong cái năm đó kỷ niệm thì có sản xuất nhằm kỷ niệm 30 năm của hãng thì sản xuất hai mã đó là mã xe 1000 và ce em 2000 nhiều trên trang web nhiều bác cứ bảo là công suất của con này là 1.400 w Thực sự ra các bác cứ đọc quá cái công suất nó lên để làm gì ạ? Để nói thì dễ bán thôi. Còn ở đây chúng ta có cái giấy tờ sử dụng của nó như thế này này. Thì chúng ta mới biết được là công suất của nó như thế nào chứ cứ nói to lên để bán cho anh em để làm cái gì. Đây, với công suất của nó thì với trở kháng là 2 ôm thì con này công suất của nó là 975 W trên một kênh đấy. Còn với 4 ôm thì công suất của nó là 660 W trên một kênh. Với 8 ôm thì nó là 400 W trên một kênh. Đấy. Còn đây là nếu như như người ta nói là 1400 W thì nếu như 8 ôm đánh chập thì mới ra 1320 W. Đánh chập ở đây có nghĩa là dùng hai cổng dương. Đấy, thì cái đấy thì anh em nghiên cứu thêm để lắp đặt và cắm chứ còn ở đây thì chúng ta chỉ nói về đánh hai cách check bình thường còn để mà con đẩy này đánh được những sản phẩm gì loa gì có thể đánh được bát 30 hay không thì cho em xin phép nói rằng là đẩy crown này đánh hai cặp loa bầu nếu như chúng ta đánh hai cặp loa bầu thì trở kháng của chúng ta sẽ xuống từ 2 đến 4 ô thì nó sẽ dao động một kênh là từ 660 đến 900 bởi vì có thể là con cặp đoa nó có thể là nó còn theo thời gian nó bị hao mòn ôm đi nữa mà vì vậy cái trở kháng của nó và với công suất nó là như vậy thì anh em biết rằng bot của nó chỉ công suất đâu đó nó chỉ khoảng chỉ tầm 150 w một chiếc thôi vậy với công suất như vậy và với trở kháng của con này như vậy thì đánh hai cặp loa bầu thì phải nói là siêu căng còn nếu như để mà nói đánh vào những cặp loa JBL bát 30 hoặc JBL bát 40 thì con đẩy này có thể đánh một đôi thoải mái luôn bởi vì với trở kháng là 8 ôm thì khi đó công suất của nó đang đạt là 400 w trên một kênh Đấy. Và trong khi đó loa JBL nó full JBL thường thường công suất của nó là rơi vào đâu đó khoảng chỉ tầm 250 đến 300 W, mặc dù nó là loa full to. Nhưng dòng JBL là công suất của nó là nó không ghi nhá. Ở đằng sau nó không bao giờ ghi, thường thường nó là công suất nó ghi trên giấy. Giấy nhìn thế này hết kể cả đẩy crown như thế, không bao giờ nó ghi công suất đằng sau. Mà nó toàn bộ công suất của nó đều được ghi trên 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 sách vở, trên tờ giấy của nhà sản xuất. Đấy, ngày hôm nay thì trích đẩy này về may mắn là còn có cả giấy tờ như này. Chính vì thế mà chúng ta có thể biết được nhiều thứ về nó Thế còn nếu không có những cái tờ giấy này thì chúng ta cũng khó có thể biết được Mà cứ tin theo trên mạng thì nó cũng sẽ rất dở hơi Nói chung là đẩy xịn thì phải đánh vào đồ xịn Đấy, chứ còn đẩy xịn như này mà đánh vào mấy cái dòng loa full đời mới côn 100 Đấy, như mấy cái loại mắc tin tàu bây giờ thì đánh không hay đâu thì chúng ta lúc đấy chúng ta phải giỏ nào qua nhà đấy thôi thì chúng ta phải với những con loa phun mà đời mới bây giờ thì chúng ta nên lựa chọn những con đẩy đời mới như một số đẩy dòng tàu chẳng hạn nếu bác nào có thì mua đẩy hãng ví dụ như DK, DBL, Acoustic hoặc là những cái dòng đời mới gì đó bây giờ thì chúng ta sẽ lấy được CBF chẳng hạn chúng ta sẽ biết được là cái phần công suất của nó nó sẽ ghi thì nó sẽ lớn hơn thì nó sẽ đánh Em nghĩ là chắc chắn nó sẽ hợp lý hơn Ở đây khi chúng ta mở nắp ra Thì chúng ta thấy được rằng Ở đây đang là 24 con suất Và suất của nó đang là suất sắt Mexico, sò vương miệng Đó. Với nội lực của 24 con sò như thế này Thì chúng ta phải biết được rằng là Chất âm của nó Phải là rất chi y lực Ngoài ra nó có hai con đèn đệm Đây Sò tô này Đấy đòn đẹp này Đấy Mỗi vế này Xuất đây Mỗi vé sẽ có hai con đèn đẹp để kích công suất Này có hai cái này cực kỳ to luôn này Đấy tụ nguồn này Tụ nguồn cũng vương miệng luôn này Các bác nhìn này Đấy Hàng bao zin tuyệt đối cho anh em luôn nhá Tớ, mà Nguồn là nguồn bánh trưng Nguồn bánh trưng này Đây, quạt gió đây rất mỹ luôn êm du Đấy, nó sẽ cảm biến theo nhiệt độ đầu tiên khi chúng ta bật nguồn này đèn đỏ nó sẽ nháy sau khi đèn đỏ tắt thì cái đèn xanh pau này sẽ hiện lên Đấy, và đây là volume tổng của hai bên nha đó và bây giờ B xoay bê xoay cho anh Xoay xuôi xoay ngược một đầu Rồi hạ xuống Về cái hậu đằng sau Thì chúng ta thấy được một cái đường hầm này Dùng để cắm các cái rắc cho nó đỡ gãy rắc Và cái quạt nó lồi ra sau nhỉ Chúng ta đi từ bên phải này trước nhé Con này đang sử dụng dòng điện Đang là 230V đến 240V rất tiện lợi cho chúng ta sử dụng trong cái điện lưới của chúng ta mà không phải qua đường nguồn đấy rất tiện đây này <laughs> cái thứ hai nữa là cái con đẩy crowd này hiện tại bây giờ đây như trên giấy này ghi là made in USA cái đời này nó vẫn được sản xuất tại USA các bác nhé chứ không phải được sản xuất tại nước thứ ba đâu đấy cái cầu ra loa của nó thì đây có hai cầu 1 và 2, trích 1, trích 2 thì nó đã sử dụng cái rắc này gọi là rắc music thì chúng ta muốn cắm nó thì rất đơn giản như này và khi em bán cho quý vị các bạn cái con đẩy này em sẽ hỗ trợ cho anh em tặng cho anh em một cái dây như này một cái dây này cái đuôi này đuôi xịn nhá chứ không phải đuôi rẻ tiền đâu đấy đuôi xịn cái đuôi này chúng ta cắm nha đấy tạch một phát là ok muốn tháo ra kéo cái này ra kéo cái này, này. xong sau đó xoay ngược ra là nó ra Đấy. Em sẽ tặng cho anh em hai cái dây nối sẵn dây như này và dây sẽ dài 2 mét rưỡi để cho anh em về đấu. hai mét rưỡi đến 3 mét. Còn nếu bạn nào muốn mua thêm dây để cho nó dài hơn ra thì chúng ta chi thêm tiền. Còn dây của bên em như cái dây này chẳng hạn là 35.000 một mét Em tặng cho anh em là Mỗi vế là 3 mét đổ lại Hàn sẵn Và đấu sẵn một đùi nhài cho anh em Đấy. Dây có chữ sẽ là dây dương Còn dây không có chữ là dây âm còn quay sang bên cái cổng tín hiệu vào, đây nó chính là đây. Thì nó có hai đời, một đời là rắc 6 ly. Chúng ta có thể bấm rắc 6 ly vào như này, xong nó cắm rắc AV. Đấy. đấy. cắm rắc 6 ly vào, cắm rắc AV. Ngoài ra, đấy, em sẽ tặng anh em hai uh, cái đầu này. Hoặc là ngoài ra nếu bác nào sử dụng cái rắc này, được cái cam lông được cái ấy. thì em sẽ tặng anh em một đôi rắc được cái như này để chúng ta cắm. Đấy. Thì cái này của nó nó thiết kế rất hay là thiết kế kép, Đấy, có thể cắm được cái hoặc cũng có thể cắm cắm 6 ly vào dùng để chuyển ra AV. Đấy đấy là một cái mà còn đẩy xịn mới làm được. Còn còn đẩy đẻo là không làm được đâu. Ngoài ra nó còn có một cổng tín hiệu vào một cái cổng như này, thôi cái này thì bỏ qua đi. Đấy, Chúng ta bỏ qua. Ở đây cái phần bên dưới này có nút gạt Nếu chúng ta gạt sang bên này là step có nghĩa là mỗi một volume một kênh là vặn một kênh Còn nếu chúng ta gạt sang bên này này Đấy là chúng ta sử dụng một volume, đánh chập Đấy còn đây là cái dòng của 1,4V Và 0,7V Thì chúng ta hay để ở bên 1,7 để cho nó, nó, nó kêu to Và độ nhạy ở chỗ này là hai cái gì đây Chả biết là ghi 26 decibel chả hiểu nghĩa là cái gì cả thì cái này thông cảm cái này không hiểu anh chỉ biết là gạt sang bên này là ok đây biểu tượng vương miệng là sao này với thiết kế máy sai là máy sai size... nông này các bác nhìn này nó chiều sâu của nó là có 31 cm thôi thế chúng ta có thể nhìn vào đây này cuốn sách này chúng ta sẽ thấy này thông số kỹ thuật của nó đây 31 cm đấy chiều cao của nó là 13,34 cm Chiều cao này là 13,3 cm. Đấy, và chiều sâu của nó 31, vậy vậy chúng ta không bao giờ phải cắt tủ. Đấy. Trong cái đó những con đẩy đời mới bây giờ nó, nó dài, nó dài đến 50 mấy phần này. Thì chúng ta phải cắt tủ. Còn với mức giá của con đẩy này thì xin phép quý vị các bạn và báo anh em là máy em bao xin cho anh em tuyệt đối và tặng cho anh em như những thứ như nào rồi đấy. Thì giá của con đẩy này cho em xin phép được báo tới anh em là giá là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi anh em nhé Anh em là chung kết con đẩy này thì liên hệ qua số điện thoại trên góc màn hình phạm thức audio cảm ơn anh em quý vị và các bạn và toàn thể anh em một lần nữa đã đón và xem video của kênh bên em thank you anh em rất nhiều